những món ăn tinh thần mới sẽ giúp cho cuộc sống thêm phần phong phú. Khán giả chờ đón món ăn tinh thần nào hôm nay, hãy cùng đến với Studio 29 hẹn cuối tuần. Việc mà con thích làm ấy thì không phải là con học ở trường đại học, mà nếu như mà con học tiếp ấy, thì không phải là con tận dụng được 5 năm mà thực chất là con phí thêm 2 năm nữa để con học những cái thứ mà con không thích. Ngày hôm nay em theo họ thì ngày mai em vẫn phải theo họ, 1000 năm sau họ em vẫn theo họ, và đến cuối cùng thì em không là ai. Yeah. Trên cánh cây chim hót mời em đi giữa vườn xuân, ê, ba bạn thân lấp ló mời em tung tăng sân nhà, đá bóng với đá cầu, nhảy dây bắn bi chuyển tim, ê, ôi hấp dẫn tuyệt vời nhưng mà em hỏng dám đâu. Dễ thương. Như trong đoạn trailer quý vị thấy là chúng ta cũng sẽ cùng gặp gỡ trong tối nay một nhân vật rất trẻ, phải không ạ? Bản thân tôi cũng đang cảm thấy mình trẻ ra khi ngồi với cậu ấy. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ Osad. Lần đầu tiên là cho phép Osad để gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả đang theo dõi trước màn ảnh nhỏ của HTV. Phải bật với quý vị là Osad đang giữ một cái kỷ lục của chương trình này. Đó là kỷ lục nghệ sĩ trẻ ấn tượng nhất trong cả 3 mùa. Là bởi vì phải nói thật lòng là tôi không hề biết gì về bạn đến trước khi tôi mời bạn. Tự nhiên có một ngày nọ tôi phát hiện ra là có một cái tên mà tại sao mà âm nhạc của cậu ấy lại quen thuộc với khán giả trẻ đến như vậy, và tôi quyết định mời. Cho nên đúng nghĩa ngày hôm nay tôi là một tờ giấy trắng, và tôi giống y chang như rất nhiều khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ để cùng làm quen với bạn. Và chúng ta sẽ cùng làm quen theo đúng format của chương trình, đó là phần đầu tiên một hashtag dành cho bạn. Osad. Dạ. Tôi vẫn hay nói với nghệ sĩ rằng đây không phải là tên riêng. Dạ. Đây là một tính từ. Một nghệ sĩ rất Osad. Một nghệ sĩ rất Osad sẽ khác với một nghệ sĩ rất Tùng Leo như nào. Dạ. Thì điều đó sẽ được vẽ ra trong ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là gói câu hỏi nhanh dành cho Osad. Một, tại sao lại là Osad? Tại vì em lấy tên của anh Da Đen, em lấy cảm hứng ấy. Tên của anh ý là Uwewewewe on the chain wewe ubebubeb Osad. Trời đất ơi. Hai, nếu không phải Osad thì là gì? Soda. Thứ ba, lần đầu tiên đến với âm nhạc là khi nào, năm bao nhiêu tuổi? Khoảng nào? 6-7 tuổi gì đấy. Câu số 4, hình tượng đang theo đuổi. Hình tượng là một football hiện đại. Và câu số 5, ước mơ tương lai. Ước mơ tương lai là làm một người có thể làm nhạc hip hop và khiến cho hip hop mà tất cả mọi người đều có thể nghe được hip hop. Thông thường người ta nói về ước mơ tương lai, người ta hay nói là một album, một live show, một giải thưởng. Nhưng bạn lại nói về hip hop. Bạn hãy cho tôi biết là bạn có một cái tâm tư hay là có một cái ước ao gì dành cho hip hop? Thật ra là em là một người đến với hip hop cũng không phải là sớm. Em là một người biết đến hip hop khá là muộn. Sau một khoảng thời gian em tìm hiểu rất là nhiều các dòng nhạc khác nhau, thì em cảm thấy là mình rất thích cái dòng nhạc này. Và tại vì sao mà ở Việt Nam thì nó vẫn lại là một dòng nhạc rất là mới như vậy. Khán giả Việt Nam thì mọi người vẫn cảm giác mọi người chưa quen với cái việc nghe hip hop. Em rất muốn là mình sẽ có thể làm ra được một thứ hip hop gì đó mà nghe, khi mà mọi người nghe mọi người sẽ không thấy là nó gai góc, và thấy nó là một cái thứ âm nhạc mà rất là cuốn hút, và mọi người sẽ dễ để có thể nhún nhảy theo. Quay trở lại với câu hỏi về những cái năm tháng đầu tiên khi bạn mà làm quen với âm nhạc. Dạ. Bạn nói là khoảng 5-6 tuổi, lúc đó là cái cơ hội gì? Thời mà có Đan Trường và anh Hoàng Phúc. Đấy là hai kiểu thần tượng đời đầu của em luôn đấy. Và từ thời đấy thì em rất là thích ca hát, rồi hát hò nhảy múa, cho nên là kiểu ở trường thì em cũng hay tham gia văn nghệ văn gừng này, xong rồi em tập tành hát hò từ thời đấy. Và ngay từ đầu là bạn đã biết là mình sẽ đi theo con đường này, hay là mãi sau này bạn mới nhận ra? Thật ra là em thì em thích nghệ thuật từ rất là lâu rồi, em thích nghệ thuật từ hồi nhỏ. Nhưng mà tại vì cả hai gia đình, tức là hồi trước thì em ở quê, em ở Hưng Yên là một cái tỉnh nhỏ giáp với Hà Nội. Thì hồi nhỏ thì cả hai gia đình thì đều là những gia đình bình thường thôi, và mọi người giống như kiểu là ở quê thì mọi người sẽ không có một cái nhìn rõ ràng về cái việc làm nghệ thuật. Mọi người sẽ nghĩ là làm nghệ thuật là một công việc rất bấp bênh. Cho nên là bố mẹ em không muốn cho em đi theo cái con đường đấy. Em nhớ có một cái kỷ niệm rất là vui, đấy là hồi trước anh có biết cái chương trình Đồ Rê Mí không? Thì năm nào em cũng xem chương trình đấy. Và em xem cái vòng casting ấy, là em thấy tất cả những cái bạn đấy phải trải qua các cái thử thách của các giám khảo này. Và em ngồi nhà thì em làm được hết những cái đấy. Và em xin mẹ là mẹ cho con đi thi cái này đi. Mấy cái này dễ lắm, con ở nhà con làm được hết rồi, mấy đứa không làm được, con nghĩ con đi thi kiểu gì cũng được vào trong. Nhưng mà mẹ em không cho đi. Em bảo là đi thi mấy cái này làm gì, mấy cái này chỉ dành cho bọn nhà giàu thôi. Từ đấy thì em cũng không đòi bố mẹ là phải cho mình đi học nhạc hay này kia. Em chỉ kiểu giữ nó là một cái sở thích thôi. Phải mãi đến năm thứ hai đại học thì hồi đấy em mới quyết định là mình đã hát những cái bài của người khác khá là nhiều rồi, thì tại sao mình không thử viết một cái gì đấy cho riêng mình, để mình tự hát cái mà mình viết ấy, tự rap cái mà mình viết, và quay clip những cái đó để đăng trên Facebook. Và rất là bất ngờ là những cái clip mà em đăng trên Facebook thì nhận được cái sự ủng hộ rất là lớn từ khán giả.
Em nhớ là cái clip đầu tiên mà em up lên thì trong một ngày được khoảng tầm 10.000 like gì đấy. Đấy là một cái sự cổ vũ rất lớn cho em. Và sau đấy thì em liên tục viết những cái bài mới và em đăng lên trên cái group đấy. Và giống như kiểu là tự nhiên mình nghĩ là à, hóa ra là những cái thứ mà mình viết ra ấy, thì mọi người lại cũng thích những cái thứ như thế. Và nó kiểu nó cổ vũ em rất là nhiều. Và sau đấy thì em quyết định là mình tập trung hơn, mình chuyên tâm hơn vào cái việc làm nhạc này, sản xuất âm nhạc và sáng tác các thứ, và dẫn đến em của thời điểm hiện tại bây giờ. Nghe bạn kể về thời tuổi thơ của mình nghe cũng rất là thú vị. Có một cái điều nhỏ, rất là nhỏ trong câu chuyện ban đầu của chúng tôi, đó chính là tôi đã phát hiện ra là cậu này cậu có một cái thái độ rất tự nhiên khi mà chọn lựa đã. Những điều đến với mình đã. Mà em không có bị do dự, em không có bị nghiêng ngả nhiều, em cứ thứ đi trên cái con đường của mình thôi. Em nhận thấy là em là một người khá lạc quan, em không muốn bỏ lỡ bất cứ một cái gì cả. Khi bất kỳ một cái cơ hội nào đến, em không muốn kiểu do dự là liệu mình có nên làm cái này không nhỉ, và nếu như mà mình làm nó thì sẽ như nào, hay mình không làm nó như nào. Em chỉ không muốn phải hối tiếc một cái gì thôi. Tại vì nếu như mà mình bỏ qua nó thì rất có thể sau này khi mà mình trải qua nó rồi và mình nhìn lại, mình có cái suy nghĩ là à, biết thế hồi trước mình như thế này, hay biết thế hồi trước mình như thế kia. Thì em không muốn có cái suy nghĩ đấy. Nha, cùng uống vì một thái độ sống rất là tích cực và rất là trẻ. Yeah. Hồi nãy tôi có bắt đầu bằng cái chuyện rằng là tôi nói tôi chưa có biết gì về Osat. Dạ. Và tôi muốn Osat hãy giới thiệu cụ thể hơn về Osat. Tên thật của em là Nam ạ, Mai Quang Nam. Năm nay em 23 tuổi. Cấp 1 và cấp 2 thì em ở Hưng Yên. À đâu, cấp 1 và một nửa cấp 2. Còn đến năm lớp 8 thì em đi Hà Nội sống. Và từ đó và đến 2018 thì em chuyển vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Hồi trước thì em có học Đại học Bách khoa Hà Nội. Em học được 3 năm. Thì em quyết định là dừng cái việc học của mình lại. Để quyết định theo đường nghệ thuật. Và đến bây giờ thì em đã hoạt động nghệ thuật được hơn 2 năm. Tại sao bạn lại quyết định 5 tiếng hả? Tại vì em cũng có một khoảng thời gian mà em hoạt động ở ngoài Hà Nội thì em cảm thấy là mọi việc vẫn rất là ok. Nhưng mà nếu như mà mình muốn hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp ấy, thì em nghĩ là nó sẽ không phải là một cái môi trường thuận lợi nhất dành cho mình. Cái thời gian đầu tiên mà em bắt đầu làm ấy, thì có khá nhiều job. Họ đặt em là phải diễn ở trong thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Kể cả nhạc nhẽo, em muốn đặt người này làm nhạc, đặt người kia làm nhạc, thì chủ yếu là em sẽ chỉ đặt online thôi, và tất cả mọi người đều ở trong thành phố Hồ Chí Minh hết. Và em thấy là trong thành phố Hồ Chí Minh nó là một cái môi trường rất là sôi động, đặc biệt là trong cái ngành mà mình đang làm, đấy là nghệ thuật. Thì em nghĩ là nếu như mà mình thử, mình đi vào đây, biết đâu nó sẽ là một cái chân trời mới mở ra cho mình thì sao. Vậy nên là sau khi mà em học hết năm thứ 3 đại học thì em bảo với bố mẹ là bây giờ bố mẹ cho con đi vào Sài Gòn để con làm việc ở trong đấy. Tại vì nếu như mà con muốn làm việc nghiêm túc ấy, thì con nghĩ là con phải vào Sài Gòn. Ban đầu thì bố mẹ không cho đâu. Mẹ em cũng bảo là đấy, 12 năm đèn sách của bố mẹ, đầu tư bao nhiêu tiền của cho vào đi học, chỉ mong là đỗ được cái trường đại học thôi. Tại vì ngày trước ở quê anh, ai cũng có một cái tư tưởng là sẽ phải học đại học, là không học đại học là không làm được cái gì hết. Nhưng mà em bảo bố mẹ em là việc mà con thích làm ấy thì không phải là con học ở trường đại học. Và nếu như mà con học tiếp ấy, thì không phải là con tận dụng được 5 năm mà thực chất là con phí thêm 2 năm nữa để con học những cái thứ mà con không thích. Sau một thời gian đấu tranh thì bố mẹ em cũng đồng ý. Và đặc biệt là cái hồi mà bắt đầu mà em viết bài hát em đăng lên ấy, thì bố mẹ em không tin. Nhưng mà sau đấy thì em bắt đầu kiếm được những cái khoản tiền nho nhỏ. Rồi em kiếm được hợp đồng, ví dụ viết nhạc quảng cáo cho brand này, brand nọ ấy. Và em kiếm được một vài khoản tiền nho nhỏ. Thì lúc đấy bố mẹ em mới nhận thức được là à, hóa ra con mình cũng có thể kiếm được tiền từ cái nghề đấy, từ cái khả năng của nó. Và bố em đồng ý cho em vào thành phố Hồ Chí Minh. Lại là một câu hỏi cắt cớ nhé. Theo bạn thì khán giả thích bạn vì điều gì? Theo em thì khán giả thích em và cái tích cực mà em mang đến cho âm nhạc của em. Đấy là khi mà mọi người nghe nhạc của em thì bao giờ mọi người cũng nghe thấy một chàng trai rất tích cực. Nếu như mà mọi người có biết em ở ngoài đời ấy, thì em lúc nào em cũng rất là vui vẻ, thậm chí là em còn kiểu hơi tăng động ạ. Đấy. Thế nên là em muốn là khi mà mọi người nghe nhạc của em thì mọi người cũng cảm nhận được cái điều đấy, và rất là vui khi mà em cũng có những người đồng điệu, những người fan họ luôn theo dõi và họ thích cái âm nhạc của mình. Và lứa nghệ sĩ trẻ như bạn hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh cũng khá là nhiều. Vậy để làm sao mà phân biệt giữa Osat với nhóm nghệ sĩ còn lại thì bạn sẽ nói về điều gì? Cách rap của em thì hơi khác với cả những rapper cũng như là những ca sĩ khác. Nếu như mà mọi người có để ý thì mọi người sẽ thấy ở trong cái cách sử dụng ngôn từ của em ấy, nó có một cái gì đấy hơi lém lỉnh, hơi hài hước một tí xíu. Đấy là cái cách mà em xây dựng hình cái nét riêng cho bản thân mình. Và khi mọi người nghe một bài hát và mọi người nghe cái ngôn từ trong bài hát đấy thì mọi người sẽ biết là bài này của Osat. Và bây giờ tôi sẽ đọc cái câu hỏi nguyên văn cho bạn nghe nhé, rất là dài. Tất cả những điều mà tôi vừa hỏi bạn á, chẳng qua là để cho bạn bộc lộ ra cái phản ứng đầu tiên với một người chưa biết gì về mình. Đã. Bởi vì nãy giờ nếu mà bạn không phải là người có năng lượng tích cực á, bạn sẽ bắt đầu để lộ ra bằng ánh mắt hoặc bằng lời nói cái sự khó chịu của bạn với tôi. Đã. Bởi vì rõ ràng là mình không thể nào xuất hiện trong một chương trình mà chưa gì ông MC nó chả biết gì về mình hết. Nhưng mà tôi thấy bạn vẫn rất ung dung để kể về những điều mình đi qua. Và thật ra thì tôi cũng đang nói đùa đấy thôi. Tại vì là nếu tôi không biết bạn thì tôi mời bạn làm gì?
Nhưng mà thật ra thì nếu mà anh không biết em thì cũng không sao. Tại vì là chắc khá là ở ngoài kia thì vẫn còn rất nhiều người không biết em. Thông thường ngồi đây thì được thường là các anh chị cũng đã gọi là ngôi sao. Dạ. Hoặc là cũng đã đi qua những cái giai đoạn tuổi trẻ rồi để, dạ, để nói về cái thời ngày xưa của mình. Dạ. Nhưng hôm nay tôi muốn có một người ở lứa của bạn để nói tiếng nói đại diện của bạn. Dạ. Với những khán giả đang theo dõi chương trình này. Và điều đầu tiên đó chính là thế hệ của bạn có rất là nhiều ưu điểm so với những thế hệ trước. Nhưng nếu nói về thiệt thòi so với thế hệ trước thì bạn nói về điều gì? Thật ra thì em nghĩ là thế hệ của em không có quá nhiều thiệt thòi so với thế hệ trước. Nó không phải là một cái thiệt thòi mà em nghĩ là nó sẽ là một sự cạnh tranh khốc liệt hơn ở cái thế hệ của em. Tại vì ở cái thế hệ trước của em ấy, thì như anh cũng biết là ở Việt Nam thì có khá ít nghệ sĩ. Cho nên là cái tập khán giả của mọi người sẽ rất là rộng. Còn đến thời điểm của em thì chính vì có nhiều cơ hội để kết nối với thế giới hơn, có nhiều cơ hội để cập nhật hơn. Thế cho nên là có rất nhiều nghệ sĩ. Và cái việc mà bọn em phải làm cạnh tranh khốc liệt hơn ở thị trường bọn em. Tại vì bọn em đã được quá nhiều ưu đãi rồi, cho nên bọn em phải làm nhiều hơn thế hệ trước. Có một cái điều rất là thú vị tôi nhìn vào thế hệ bạn. Đó chính là tôi thấy là thế hệ bạn là thế hệ vàng trong cái việc xóa nhòa khoảng cách giữa underground và mainstream. Nếu như trước đây á, cái điều đó nó rất là xa nhau. Tới cái thời của bạn thì gần như là các bạn đã xóa nhòa cái điều đó. Đã. Underground và mainstream nó gần như là như nhau rồi. Tuy nhiên nó có một cái điều thú vị như thế này nè. Thế hệ này đi qua thế hệ kia thì bao giờ cũng dùng cái thành công của thế hệ đi trước đã, để làm kim chỉ nam cho mình. Nhưng đến thế hệ bạn thì không bị ảnh hưởng của chuyện đó. Các bạn rất là tự do cho cái việc mà đi trên con đường của mình. Ở cái thời kỳ trước á, thì gần như chúng ta không có internet. Và cái việc mà bị ảnh hưởng bởi nghệ sĩ đi trước là cũng tất nhiên là tại vì là hàng ngày chúng ta đều nghe nhạc của nghệ sĩ đấy. Chúng ta hâm mộ cái nghệ sĩ đấy và chúng ta tập hát theo những bài hát của nghệ sĩ đấy, thậm chí là đến từng cái nốt luyến nốt láy thì nó cũng hát giống hệt. Còn đến thời điểm của bọn em thì bọn em có cơ hội để tiếp xúc với nhiều thứ hơn. Bọn em có thể nghe được nhạc từ trên internet này, ở tất cả các nguồn. Cái cơ hội để bọn em tiếp cận cũng nhiều hơn. Ví dụ như là hồi trước thì đâu có ai có thể tự ngồi nhà và học được cách làm nhạc hay học được cách phối khí như thế nào đâu, phải đến trường học chứ. Nhưng bây giờ chỉ cần ở nhà Google thôi là nó sẽ có tất cả mọi thứ rồi. Cho nên là cái việc mà mọi người tự học ở nhà nó nhiều hơn. Chính vì mọi người tự học ở nhà nhiều hơn cho nên là mọi người phát triển bản thân được theo cái hướng riêng của họ nhiều hơn. Và đối với rất là nhiều khán giả lớn tuổi á, thì họ xem cái thế hệ của các bạn á, cái người gọi là điển hình nhất là Sơn Tùng. Đã. Nghĩa là người mà gọi là ông hoàng của việc mà nâng tầm underground lên thành một cái tầm cao mới. Đã. Và khiến cho tất cả mọi người đều phải yêu quý, đó là Sơn Tùng. Đã. Theo bạn thì nhận định nó đúng không ạ? Để nói anh Sơn Tùng là một nghệ sĩ underground thì anh cũng không hẳn. Tại vì anh ấy chỉ hoạt động underground trong khoảng một khoảng gian rất ngắn, thời điểm ban đầu thôi. Còn ngay sau đấy thì anh ấy đã vào công ty và làm một nghệ sĩ mainstream rất là nhanh. Và cái quãng thời gian hoạt động underground của anh ấy không lớn. Thế nhưng cái đóng góp của anh ấy thì vẫn chắc chắn là không thể phủ nhận được. Nhưng mọi người cũng biết, thường ở Việt Nam bây giờ thì nghệ sĩ mọi người sẽ chọn một cái cách an toàn hơn. Đấy là mọi người sẽ chọn những dòng nhạc chuộng tai nghe và giống như kiểu là nịnh tai khán giả. Khán giả nghe phát họ sẽ thích luôn. Thế nhưng mà anh Tùng thì anh ấy đã có một cái giống như kiểu là một con đường rất là thành công. Đấy là thời gian đầu tiên thì anh ấy cũng có một vài bài hát chuộng tai nghe khán giả. Nhưng mà càng về sau khi mà anh ấy đã có tầm rồi thì anh ấy lại làm những cái nhạc mà anh ấy thích và khán giả sẽ là người phải nghe những thứ mà anh ấy đưa ra, chứ không phải là anh ấy chạy theo khán giả nữa. Và đấy là cái điều mà em rất muốn làm được giống như anh ấy. Anh ấy khiến khán giả thích cái âm nhạc mà anh ấy làm ra, chứ không phải là anh ấy làm thứ âm nhạc mà khán giả muốn. Đó là một trong những cái bản lĩnh rất là đáng khâm phục của Tùng. Đã. Đúng không? Tôi gọi bạn ấy và các bạn là nghệ sĩ 4.0. Đã. Là nghệ sĩ của một cái thời đại mới, một cái thời đại mà kỹ thuật hỗ trợ gần như là tuyệt đối. Đã. Nhưng mà cái bản lĩnh cá nhân nó lại quyết định. Đã. Ở mức độ cao hơn. Đã. Thì đối với cái thế hệ 4.0 nó cũng có cái thứ mà dữ dội hơn thế hệ đi trước, đó chính là cái việc điều phối FC. Đã. Fan club. Osat có fan club chưa vậy? Đã có. Tên gì vậy? Fan club em tên là Thunder ạ. Thunder, sấm à? Dạ. Thế có liên quan đến chữ Osat không? Hồi trước cái chữ Osat của em ấy là em đặt là Osat, kiểu set là set. À, sấm set á. Xong rồi em lấy tên fan club là Thunder là sấm. Sấm xét đi với nhau. Sấm xét đi với nhau, dễ thương chứ. Rồi bây giờ mình nói về fan club nè. Nghĩa là fan club ngày xưa chỉ đơn giản là làm việc hoặc là yêu thương hay là cái gì cũng vậy, cũng chỉ quay quanh âm nhạc thôi. Đã. Còn bây giờ là một mạng lưới, có nghĩa là họ sẵn sàng ăn, ngủ, nghỉ, mơ mộng, giận dữ, tất cả mọi thứ là vì thần tượng của mình. Tôi gọi là mạng lưới là bởi vì đó là một cái việc tổ chức không hề đơn giản một chút nào. Sau khi mà em cũng có một cái FC nhỏ nhỏ thì em cũng biết là cái việc mà tổ chức và hoạt động một cái FC nó cũng khá là nhiều cái điều phức tạp ở trong một cái tập thể như thế. Tại vì ngày trước á, ví dụ FC của một ca sĩ thì mọi người sẽ chỉ thường là gặp nhau khi mà ca sĩ để đi diễn này, xong mọi người tập trung lại và mọi người gặp nhau ở đấy thôi. Nhưng bây giờ khi mà mạng xã hội rất là phát triển, gần như là FC trong FC mọi người biết nhau hết, tại vì sinh hoạt trong cùng một cái group trên Facebook. Cái group trên Facebook đấy nó cũng giống như là một cái cộng đồng nhỏ vậy. Và trong đấy thì nó cũng có rất là nhiều những cái xích mích, ví dụ như là bạn này không thích bạn kia, bạn này nói xấu bạn này cái gì ấy. Và nó gần giống như kiểu là mình phải cai quản một cái tập thể nho nhỏ như vậy. Và nó cũng có
rất nhiều những cái vấn đề phát sinh và buộc lòng mình phải là cái người đứng ra để giải quyết, để trung hòa tất cả những cái chuyện đấy, giống như kiểu là một người anh cả ấy. Và biết tại sao nãy giờ tôi nhắc nhiều tới Sơn Tùng không? Tại vì khán giả theo dõi chương trình này đa số là các anh chị lớn. Dạ. Thậm chí là gọi mình gọi là cô chú á. Dạ. Cho nên tôi muốn họ có một cái liên đới nhanh nhất để người ta có thể vẽ cái bức chân dung của bạn nhanh nhất. Dạ. Vì bạn cũng là một người rất là dynamic, rất là trẻ trung, rất là hiện đại. Dạ. Và biết đâu đấy bạn sẽ trở thành một ngôi sao rất là lớn trong tương lai. Tôi sẽ thâm lây và tôi đã mời bạn ngay từ lúc đầu nha. Dạ. Bây giờ mình nói về rap đi. Dạ. Khán giả, những bạn mà chưa biết nhiều về rap chắc ở thời gian vừa rồi cũng xem hai chương trình về rap song hành nhau trên truyền hình để biết nhiều hơn về rap. Nhưng điều đó không có nghĩa là bây giờ mới có rap. Rap cũng từ rất là lâu rồi. Dạ. Rap so với lại viết âm nhạc mà có giai điệu, có ca từ bình thường á, dạ, thì nó có khó hơn không? Thật ra là viết rap thì em nghĩ là nó có cái khó hơn và nó cũng có cái dễ hơn. Ừ. Đấy là khi mà người viết viết nhạc bình thường thì mọi người sẽ phải viết từ để phù hợp với cái giai điệu, cũng phải để ý nhiều về dấu câu, để ý nhiều về từ ngữ. Thế nhưng mà rap thì cái thứ mà chúng ta quan trọng ấy, nó sẽ là vần và nhịp. Đấy là hai thứ tố quan trọng trong rap, và chúng ta chỉ cần làm chủ được hai yếu tố đấy là có thể làm một rapper giỏi được. Nhưng em nghĩ là mỗi thứ nó sẽ đều có một cái khó và một cái dễ riêng, chứ không phải là cái nào khó hơn hay cái nào dễ hơn cái nào cả. Tuy nhiên trong rap vẫn có gọi là melodic rap, tức là họ đọc rap nhưng mà trong cái câu rap của họ vẫn có giai điệu. Đúng. Đã. Chứ đâu phải là cứ đọc sao đọc đâu, đúng không? Vâng, đúng rồi. Bạn là một trong những nghệ sĩ rap hiện nay mà tôi thấy là cái cách rap mà nó lạ lắm. Đã. Nó lạ là tại vì nó như có câu chuyện trong đó đó. Đã. Bạn hãy nói về điều đó đi. Nói chung là rap và hip hop là cái thứ văn hóa của đặc trưng của người Mỹ đen. Và khi mà nó du nhập về Việt Nam ấy, thì khi mà Việt Nam chúng ta nghe những rapper đầu tiên như kiểu Tupac này hay là Lil Wayne, những thứ thì mọi người thấy lấy đấy làm hình tượng. Và mọi người sẽ luôn luôn nghĩ là rap là một cái gì rất là tối. Và rap là phải đi lên từ đường phố, đi lên từ cống ngầm, đi lên từ những nơi tối tăm. Rapper sẽ là những người mà phải có kiểu hoàn cảnh khó khăn và đi lên vượt lên số phận, những cái thứ như thế. Vô hình chung ấy là nó hình thành một cái lối mòn trong suy nghĩ của tất cả mọi người về rap. Thế nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì em nghĩ là rap đã dần dần có được một cái vị trí khác trong lòng của công chúng rồi. Đặc biệt là sau hai cái chương trình là Rap Việt và Kinh Nghiệm Rap thì cái việc phủ sóng của rap ở Việt Nam thì nó đã bước sang một cái trang mới. Thì tất cả người người nhà nhà đều có thể nghe được rap. Tôi hỏi cái này nó không biết có đúng ý của bạn không, nhưng mà tôi thấy là khi bạn bước vào đây, bạn ngồi vào chỗ này, tôi cũng hơi ngỡ ngàng về cách ăn mặc của bạn á. Dạ. Tại vì tôi thấy những cái bạn rapper khác vẫn bị giống như là ngầu một cách cố tình á. Ví dụ lúc nào cũng phải hầm hố, lúc nào cũng phải ê, thật mệt lắm. Em thì em không muốn đi theo một cái quy chuẩn nào cả. Mọi người hay nghĩ là rapper sẽ phải kiểu xăm mình, rồi khuyên tai, khuyên mũi đầy hết ở trên người, rồi là phụ kiện dây chuyền vàng to các thứ. Em nghĩ là mấy cái đấy nó là lựa chọn của mỗi người thôi. Mọi người muốn ăn mặc như thế nào thì đấy là cái sở thích của mọi người thôi, chứ không nhất thiết là nghệ sĩ hip hop thì sẽ phải là trông phải hổ báo hay là trông thật là gấu hay như nào đấy. Các nghệ sĩ mà cùng chơi rap với nhau hiện nay á, đã, có đối đầu nhau về mặt quan điểm không? Về quan điểm thì em nghĩ là họ không đối đầu nhau nhiều đâu. Ở trong rap ấy thì nó có gọi là cái beef, miếng thịt bò ấy, nhưng là giống như kiểu là một cuộc chiến giữa hai rapper với nhau hoặc là hai nhóm rapper với nhau, gọi là một cái beef. Trước đây thì nó có nhiều beef hơn bây giờ. Các rapper hồi trước thì họ quen với cái thể loại rap battle với nhau á, nên là họ thích battle với nhau và có nhiều cuộc beef nhau hơn bây giờ. Còn bây giờ thì mọi người hướng đến một cái giá trị khác, mọi người muốn lấy khán giả cho mình nhiều hơn, cho nên là mọi người sẽ làm những thể loại như kiểu nhạc tình yêu này, nhạc về cuộc sống này, nhạc về những thứ thú vị và vui vẻ nhiều hơn. Vậy thì OSAT thì sẽ đi theo hướng nào? Tất nhiên là em sẽ đi theo hướng là làm âm nhạc để cho mọi người nghe. Chủ đề mà em hay viết là gì? Tình yêu ạ. Mà tình yêu dạng gì cơ? Có sức mướt, có đau khổ, có lâm ly đá không? Em sẽ viết những cái bài rất là vui vẻ. Đấy, như em đã nói ban đầu là những bài hát của em thì em rất muốn mang cái năng lượng tích cực cho mọi người. Nói chung là anh thấy là rap vẫn đang có một phần nha, rap vẫn đang cổ vũ cho một cái lối sống nó rất là mới mẻ, nó rất là tây hóa, nhưng mà nó không được trưởng thành. Thật ra thì cái này anh nói cũng khá là đúng. Việc mà rap hình thành ở bên nước ngoài, hình thành ở Mỹ, cho nên là những cái rapper ở bên nước ngoài ấy, họ có một cái sự gọi là rất là tự do trong cái tư duy âm nhạc của họ. Họ có thể viết về bất cứ thứ gì họ muốn. Và vô hình chung khi mà những người thích rap ở Việt Nam, những rapper trẻ ở Việt Nam, họ nghe những cái đấy và họ thấy là wow, nghe một cái này ngầu thật đấy. Và mình cũng muốn làm những cái như thế. Mặc dù nhá, ở ngoài đời có thể là những người hiền khô, nhưng mọi người vẫn viết những cái nhạc như thế. Tại vì mọi người nghĩ là rap là phải như thế. Kiểu như là một khi đã máu thì không cần biết bố cháu là ai. Tuy nhiên thì đấy chỉ là một phần nhỏ thôi. Còn phần lớn ở rapper thì họ vẫn muốn viết những cái gì mà thật nhất, nghe nó sẽ kiểu khán giả họ sẽ dễ cảm nhận hơn. Việc xây dựng cái concept của từng rapper ấy, nó phụ thuộc vào cái lối sống của họ. Họ sống như thế nào, con người họ như thế nào thì họ sẽ xây dựng cái phong cách âm nhạc của họ như vậy. Thì cái điều đấy sẽ làm cho âm nhạc của họ đến được với khán giả dễ dàng hơn. Vậy thì mình nâng ly, tại vì cũng phải chúc mừng cho
cái độ chín chắn có sẵn trong con người em khi em viết nhạc hướng về sự lạc quan. Bây giờ cái phần cuối cho cái phần trò chuyện này á, anh muốn nói về cái con đường đi của em. Thông thường người ta sẽ chọn con đường đi như sau. Một là người ta tham gia một cuộc thi nào đó, cố gắng mà hết sức để mà được giải nhất, hoặc là ít nhất là trong top 3. Xong rồi cứ thế mà lên thôi. Hai là sẽ có đầu quân vào một công ty, hoặc là có một người lo cho mình về cái đường hướng, gọi là một cái chiến lược. Ba là tự thân vận động. Em đi con đường nào? Em đi con đường, em nghĩ là nó cũng không hẳn là tự thân vận động, tại vì em cũng có quản lý của em, thì anh quản lý của em cũng có định hướng cho em và lo cho em những cái việc mà như kiểu ở một công ty vậy. Thế nhưng mà một cái việc mà em rất là cảm ơn và trân trọng đấy là em vẫn được tự định hình phong cách âm nhạc của mình. Em là người hát những bài rap, những bài do mình tự viết ra. Cho nên em muốn là khán giả đến với em sẽ vì âm nhạc của em. Kể cả là mình có được nhiều view hay mình có được ít view chăng nữa, thì những cái người mà đến với mình ấy, thực chất cái âm nhạc của mình tạo ra. Rồi bây giờ một cái kế hoạch gần nhất em định phát triển mình như thế nào? Sắp tới thì em có ấp ủ khá là nhiều dự án âm nhạc trong khoảng thời gian tiếp theo. Như em đã nói từ đầu ấy, là em rất muốn phát triển hip hop. Mà cái hip hop của em thì nó sẽ không quá là gai góc, không quá là đen tối, không quá là cứng rắn. Em muốn làm nó thân thiện và dễ đến tai người nghe hơn. Làm sao để tạo cho một cái thói quen nghe nhạc của người Việt. Tại vì là nếu như mà cái thói quen nghe nhạc của người Việt được cải thiện ấy, thì nó sẽ là một cái sân chơi và là một cái cơ hội rất là lớn để cho những bạn nghệ sĩ trẻ. Osat vừa đưa ra một cái câu nói mà khiến cho tôi muốn kêu gọi mọi người là nếu mà chúng ta đã rất là mong muốn các nghệ sĩ ngày càng sáng tác hay hơn, để càng lạc quan hơn, thì khán giả cũng phải có một cái tai nghe lạc quan hơn. Đúng. Để mà đón nhận những thứ đó. Và cái sự cân bằng giữa khán giả và nghệ sĩ luôn luôn là điều rất quan trọng. Đây là phần đầu của chương trình, vẽ nên bức chân dung của Osat trong ngày hôm nay. Và hy vọng là quý vị bước đầu có thiện cảm với chàng trai rất là đáng yêu này. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đến với phần 2. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng quý vị cùng quay trở lại với Studio 29 hàng cuối tuần số về Osat. Và đây là phần mà rất nhiều khán giả yêu thích, đó chính là mật mã giải trí. Và trong phần mật mã giải trí thì sẽ có thử thách dành cho khách mời đến với chương trình. Và thử thách này đến từ ban biên tập. Theo như ban biên tập nói với anh thì đây là một cái thử thách nó mang yếu tố rất là đặc biệt, ở chỗ là nó thử tài của em luôn á. Có nghĩa là em mở ra gặp cái chủ đề gì thì em sẽ phải rap một đoạn. Ok. Về cái chủ đề đó. Rồi, em sẽ chọn một cái trước. Rồi. Gì đấy? Rap theo lời bài hát Hổng Dám Đâu. Yeah. Trên cành cây chim hót mời em đi giữa vườn xuân. Ê, ba bạn thân lấp ló mời em tung tăng sân nhà. Đá bóng với đá cầu, nhảy dây bắn bi chuẩn tim. Ê, ôi hấp dẫn tuyệt vời nhưng mà em hổng dám đâu. Dễ thương. Hổng dám đâu. Ê, tự nhiên một cái lời bình thường mà nó đọc cái ra rap hay ha. Ta cũng làm rapper được. Thực ra là cái rap thì mọi người không quá khó như mọi người nghĩ đâu. Nếu mà mọi người chịu khó bỏ thời gian ra để tìm hiểu cho một tí xíu là mọi người hoàn toàn có thể rap được. Kiểu ngay cả cái việc cách dùng từ, dùng ngữ điệu của em á, nó rất là dễ chịu. Làm mới bài rap người âm phủ hả? Làm mới làm sao nhỉ? Làm mới thì thường là mới bài rap thì mọi người sẽ hay thay đổi phần nhịp beat á. Còn không biết làm mới thì bây giờ ba giờ anh còn chưa ngủ, ấy tương tư về em biết bao nhiêu là cho đủ, chẳng phải người âm phủ ngày ngủ đêm bay, nhưng mà giờ lúc nào anh cũng như là người trên mây. Sẽ đổi cái flow đi một tí. Ví dụ mà rap á, người ta có bè cho nhau được không em? Bè được ạ. Rap thì mọi người sẽ bè với nhau, ví dụ bè ở cái từ cuối câu ấy, ví dụ như là ba giờ anh còn chưa ngủ thì bè cho nhau thì kiểu là anh sẽ nhấn vào cái chữ còn chưa ngủ. Ví dụ mà anh nói nó cao hơn hay là anh có thể nói bất cứ ở quãng nào cũng được, hoặc anh có thể thêm một cái gọi là at least, rồi anh có thể hey yeah. Yeah đó thì đấy là cái cách mà nghệ sĩ họ sẽ thường là hỗ trợ nhau trên sân khấu cách đấy. Hôm nay em biết được thêm nhiều thứ. Nào tiếp tục nè. Rap thả thính một cô gái tên Tùng. À, con gái tên Tùng á. Tùng con gái tên đẹp đấy em ạ. Con gái tên Tùng là cá tính lắm á, một cái mập mập nữa. Rap thả thính một cô gái tên Tùng. Tùng Leo. Hôm nay may mắn được gặp Tùng Leo, ngoài kia có chỗ tối mời em cùng đi vô. Đấy cũng được. Thính chỉ mà đậm đặc như thế không biết. Rap về Studio H9. Khó nhỉ. Đến với H9 để hẹn cuối tuần.
Chữ tuần nó hơi khó. Cuối tuần. Hay là mình cứ đến số 9 thôi. Đến với Studio H9 đến đây không thể cầm nín. Hay là cái này anh thử. Cái này để cho anh Tùng Liêu thử luôn. Rồi xong rồi, xong rồi. Được anh Tùng Liêu cứu. Quá hay. Và cái cuối cùng. Rap về Việt Nam và miền Trung. Ôi miền Trung, những ngày nước dâng cao, không biết đến bao giờ lại được đến để thăm nhau. Ủa cái này khó quá. Ước gì cho người dân bớt đi những lao đao, để mãi mãi về sau cuộc đời này không còn nỗi đau. Em nghĩ là anh có tiềm năng ấy. Hay là bây giờ mình đi rap chung đi em nhỉ? Được, có khi sau này em cũng cái thằng ốm ốm và trắng trắng, ông mập mập cái bên cũng rất là rapper. Em sẽ là một band, gọi là band số 10. Quý vị thấy đó, thật ra thì khi mà Tùng đùa vào cái phần thử thách của OSAT là để quý vị thấy là rap cũng như là hơi thở vậy. Không phải là nó quá khó khăn đâu quý vị. Ngay từ ngày xưa, thật ra từ cái việc mà đồng dao. Đúng rồi. Nó cũng là một cái hình thức của rap. Đúng. Chẳng qua là bởi vì mình cứ nghĩ đó là đồng dao là dân gian thì nó không có liên quan gì tới hip hop. Đã. Thật ra nó cũng chính là cái nỗi lòng của con người, ca từ của con người, cái nhịp điệu. Và ở trong sẵn người Việt Nam đã có nhịp điệu rồi. Dạ. Cho nên là cái chuyện mà các bạn trẻ tiếp tục đẩy nó lên theo hướng 4.0 như thế này, nó làm cho chúng ta cảm thấy nhiều màu sắc hơn, nhiều sự thú vị hơn. Và chính là vừa rồi những cái phản ứng tại chỗ của OSAT đã cho thấy được rằng là đây là một trong những điều mà quý vị cũng có thể thử được để mà có thể gần gũi hơn với rap quý vị nha. Đó là một phần rất là thú vị và vẫn còn một phần nữa của chương trình đang chờ quý vị bây giờ. Quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại. Chào mừng quý vị quay trở lại cùng với OSAT. Ở phần cuối của chương trình thì bao giờ quý vị cũng sẽ nhìn thấy một trong những hashtag rất quen thuộc, đó chính là Tôi yêu Việt Nam. Hồi nãy chúng ta vừa có một cái đoạn thử thách ở trong cái phần mật mã giải trí đó về miền Trung. Đó về miền Trung. Và đây cũng là một cái khoảng thời gian mà chúng ta cũng hướng về miền Trung. Đã. Thân yêu của mình với rất là nhiều hoạt động khác nhau. Đó giờ em có bao giờ em nghe về những cái những ngày tháng gần như là lặp đi lặp lại của miền Trung? Vào đúng một cái mùa đó thì miền Trung lại chịu những cái nỗi đau đó không? Đã, thực ra là em năm nào thì em cũng có đọc rất là nhiều thông tin về miền Trung. Tại vì là thực ra là miền Trung của chúng ta thì là một cái vùng đất mà hơi kém may mắn một chút. Tại vì năm nào cũng phải đón rất là nhiều cái đợt bão lũ. Cuộc sống của người dân miền Trung ấy, cái cảm giác như kiểu là họ rất là muốn có một cái cuộc sống yên bình, nhưng mà lại thiên nhiên thì lại không cho họ được một cuộc sống như vậy. Em thì cảm thấy là rất là đồng cảm và rất là thương miền Trung. Tại vì giống như kiểu là cùng được sinh ra trên cùng một mảnh đất Việt Nam với nhau, thế nhưng mà các anh chị em, các bạn bè miền Trung thì lại không được may mắn như là miền Bắc và miền Nam. Có một cái sự thiệt thòi đó quý vị. Nếu mà quý vị để ý đất nước mình hình chữ S á, thì thật ra nó giống như là cái vừa thóc, đúng không? Mọi người nói là hai đầu là hai gánh thóc. Dạ. Và cái đường giữa là cái đòn gánh, cái quan gánh. Nội tình cái sự so sánh đó thôi là thấy cái nơi nó có gạo nằm ở hai bên đầu này rồi. Vâng. Đúng không? Rồi người ta còn nói là khúc ruột miền Trung. Dạ. Cái chỗ thắt lại của đất nước mình nó cũng ngay đó nữa. Dạ. Thành ra là rất là nhiều cái thiệt thòi. Mà chẳng những như vậy, như quý vị cũng thấy được rằng là mỗi một năm á thì rất là nhiều những cái điều đáng tiếc đã xảy ra. Thì tại sao chúng tôi nói điều này trong chương phần cuối của chương trình là bởi vì tôi tin chắc rằng là tất cả chúng ta đều đang hướng về miền Trung theo cách của mình. Và như em thấy là trên mạng đang đưa ra những thông tin là nghệ sĩ này làm điều này, đã, nghệ sĩ này làm điều kia. Em có một cái kế hoạch gì cho bản thân mình để mà cùng hướng về miền Trung không? Thật ra thì em cũng rất là muốn làm được những điều gọi là lớn hơn cho đồng bào miền Trung. Thế nhưng mà tại vì là điều kiện của em bây giờ chưa cho phép, cho nên là em chỉ gọi là hưởng ứng những cái lời kêu gọi ủng hộ đến từ những anh chị em nghệ sĩ lớn hơn. Không, anh lại nghĩ điều đó mới quan trọng em ạ. Ngày hôm nay cần phải nói những cái chuyện rất bé như thế này, nó thấy cái tấm lòng nó mới là cái điều quan trọng vào lúc này. Thì tôi cũng rất là muốn khán giả nghĩ rằng là tấm lòng là quý, quý vị ạ. Và lúc này quý vị đừng tự ti, bởi vì thông tin đại chúng đang hướng về những con số quá to. Vâng. Khiến cho những người có cái tấm lòng người ta bị tự ti khi người ta nói về cái tình yêu của mình dành cho quê hương. Ngày hôm nay ngồi đây chỉ là một nghệ sĩ trẻ, nhưng ít ra là bạn ấy cũng đã có những cái tình cảm đủ để cảm thấy ấm hơn đối với những người con miền Trung đang gặp những khó khăn. Và tôi tin rằng thông điệp Tôi yêu Việt Nam sẽ vẫn còn lan tỏa nhiều hơn nữa từ OSAT và những nghệ sĩ trẻ như bạn ấy. Cảm ơn em rất là nhiều đã đến đây và chia sẻ với anh về em và về quan điểm của em. Dạ, và cảm ơn anh cũng như là chương trình đã mời em đến đây để có một cuộc trò chuyện rất là thú vị. Làm sao mà được với tâm lý của một người yêu nhạc Trịnh Công Sơn một cách vô cùng trung thành và mỹ miều là tôi không đồng ý. Tôi sẽ mang cái chất của tôi vào đây. Chứ không phải là tôi vào đây là bị mất chất, không có. Nhưng nếu đúng, bạn nghĩ như vậy là bạn
em nghĩ là bạn không đủ bản lĩnh để chơi cuộc chơi này. Năm ngây ngô nhớ nàng ngọc nữ, nào ngờ ngọc nữ nói ngược ngang. Nhiều năm nhung nhớ nỡ nần, nam nằm ngẫm nghĩ ngẫm ngồi ngủ ngon.